Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dừng sao lưu trên Zalo Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Bước đầu tiên á Thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Zalo nha Rồi khi các bạn đã vào Zalo rồi Bước tiếp theo các bạn bấm vào cái biểu tượng hình đầu người cá nhân Ở góc dưới bên phẩm hình chỗ đây Các bạn bấm vào Rồi sau đó các bạn bấm vào cái biểu tượng hình bánh răng Ở góc trên bên phẩm hình đây rồi sau đó các bạn bấm vào sao lưu và khâu phục rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào cái mục ba chấm ở chỗ đây nha các bạn bấm vào một cái rồi bây giờ các bạn muốn tắt sao lưu trên zalo thì các bạn bấm vào xóa bản sao lưu nha xóa bản sao lưu thì bước này các bạn bấm vào xóa rồi vậy là mình đã xóa bản sao lưu thành công Vừa rồi thì mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách dừng sao lưu trên Zalo. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.